Xác định công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua huyện Cù Lao Dung đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác này. Mặc dù huy động mọi nguồn lực để tiêm vaccine cho người dân, thế nhưng tính đến thời điểm này, tiến độ tiêm vaccine mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như là phía huyện đã có những động thái và giải pháp như thế nào, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Nguyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin được cảm ơn ông Trần Văn Nguyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Trước tiên thì xin ông cho biết là công tác tiêm vaccine của huyện Cù Lao Dung đến nay đạt tiến độ ra sao ạ? Đối với huyện thì xác định cái công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 là một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Ngay từ khi có cái chủ trương của Ủy ban nhân tỉnh thì huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai để mà tiêm vaccine trên địa bàn. Thì đến thời điểm này thì cái tỷ lệ mà tiêm đối với đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thì tiêm mũi 1 đó là đạt 103,1%. Còn tiêm mũi 2 thì hiện nay là đạt 92,7%. Còn riêng về cái đối tượng mà từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thì tiêm cái mũi 1 đó là đạt 155,9%. Tiêm mũi 2 thì đạt là 155,1%. Riêng cái tiêm mũi 3 thì đến thời điểm này thì đạt là 92,2%. Đối với cái đối tượng mà từ 18 tuổi trở lên đó, thì cái tiêm mũi nhắc lại lần 1, mũi 3 đó thì đạt là 97,3%. Và cái tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 đó thì đạt 42,6%. Đánh giá từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 và Trung tâm Y tế của huyện thì cho rằng là công tác tiêm vaccine của huyện Cù Lao Dung chưa đạt được theo như kế hoạch đã đề ra và chưa mang lại hiệu quả cao. Vậy thì nguyên nhân là do đâu và cụm từ chưa mang lại hiệu quả cao hiểu như thế nào là đúng thưa ông? Hiện nay đó là cái tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi chưa đạt 100%. Và cái tỷ lệ mà tiêm mũi 4 cho nhóm từ 18 tuổi trở lên đó, thì còn là thấp, hiện nay khoảng 40% đấy. Thì đánh giá này cái nhận định này thì là cái chưa đạt cái kế hoạch đề ra. Huyện thì xác định là có mấy cái nguyên nhân như thế này. Cái thứ nhất đó là về cái hiện nay một số cái trường hợp là đi làm ăn xa, qua cái rà soát thì chúng ta cũng chưa cập nhật kịp thời để đối chiếu với số bà con mà có mặt tại địa phương cũng như cái số đi làm ăn xa, do đó mà cái chỉ tiêu thì cũng như cái kế hoạch đề ra thì nó cũng chưa đạt cái tỷ lệ. Cái thứ hai đó là cái tình hình dịch hiện nay thì nó cũng trên địa bàn nó cũng cơ bản cũng được kiểm soát, thì bà con mình sẽ cũng có cái tư tưởng là cũng chủ quan, cũng còn cái tình trạng là e ngại trong cái việc mà tiêm mũi 3 rồi tiêm bổ sung sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và cái nguyên nhân nữa đó là hiện nay đó là cái tiêm cái tỷ lệ nó còn thấp đó, là cái vaccine đó thì phân bổ về cho huyện thì nó từng đợt, do đó việc mà triển khai thì phải xây dựng cái kế hoạch rồi là để đảm bảo để mình tiêm theo cái thời gian quy định. Để trong thời gian tới tiến độ tiêm vaccine của huyện Cù Lao Dung đạt đúng như là kế hoạch đã đề ra và trên hết là bảo vệ được sức khỏe cho bà con nhân dân, thì huyện Cù Lao Dung đã có những kế hoạch cũng như là có những cái động thái như thế nào trong thời gian tới ạ? Thì huyện đã triển khai kế hoạch và đảm bảo từ đây đến ngày 12 tháng 8 sẽ kết thúc cái đợt tiêm. Thì để triển khai cái kế hoạch này nó thắng lợi thì huyện cũng có đề ra một số cái giải pháp. Cái thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền với cái phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà và ra từng đối tượng. Cái giải pháp thứ hai là quán triệt cho tất cả cán bộ công chức viên chức và huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong cái việc mà chỉ đạo để có cái nhận thức thống nhất triển khai từ huyện đến từng cơ sở. Cái thứ ba đó là phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo từng địa bàn để cho cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền về cái tiêm vaccine nó đạt cái kế hoạch đề ra. Và đối với huyện thì cũng có cái chỉ đạo và phân công đồng chí phó chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội là trực tiếp là lãnh đạo chỉ đạo công tác tiêm vaccine và chịu trách nhiệm trước ban thường vụ huyện ủy. Thì đối với cái giải pháp thứ tư đó thì chỉ đạo cho ngành y tế phối hợp với các ngành, đặc biệt là các xã thị trấn
rà soát lại các cái đối tượng không có mặt ở địa phương, để trên cơ sở đó mình để báo cáo về trên để mà làm cái căn cứ mình nâng cái chỉ tiêu cũng như cái tỷ lệ tiêm vaccine nó lên. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Trần Nhân Nguyên đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.